10 năm biết mình mang căn bệnh thế kỷ HIV thì có tới 8 năm anh Phạm Quốc Tường trở thành tình nguyện viên hỗ trợ điều trị cho bệnh nhân có H. Anh đã trực tiếp tiếp cận với hàng trăm người để tư vấn cách điều trị và động viên tinh thần để họ vượt qua mặc cảm. Đối với cộng đồng, anh tăng cường những buổi truyền thông để mọi người hiểu rõ, biết cách phòng tránh và không phân biệt, kỳ thị. Nhờ vậy, hiện nay anh đã trở thành hạt nhân tiêu biểu, góp phần tạo sự chuyển biến trong phòng chống H ở Diễn Châu. Trước khi bệnh nhân đến với phòng khám thì sẽ được tôi tư vấn về HIV, tư vấn về tuân thủ điều trị và nhắc nhở bệnh nhân về cái giờ giấc để bệnh nhân uống thuốc, theo sát với bệnh nhân, rồi hỗ trợ bệnh nhân trong cuộc sống, tuyên truyền cho mọi người hiểu về HIV, đường lây của HIV. Diễn Lợi là một trong 8 xã trọng điểm về HIV/AIDS ở Diễn Châu. Năm 2009, xã là một trong những đơn vị có số người nhiễm H cao nhất huyện với 24 người. Trước thực trạng đó, xã đã thành lập các câu lạc bộ phòng chống ma túy HIV/AIDS, huy động đông đảo các ban ngành, đoàn thể và quần chúng nhân dân cùng tham gia phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội, thông qua hệ thống loa truyền thanh, sinh hoạt tại xóm, trực tiếp gần gũi với đối tượng và gia đình. Các thành viên của câu lạc bộ đi sâu vào tuyên truyền nâng cao nhận thức về HIV/AIDS. Đối với những hội viên có người thân nhiễm H, được động viên tham gia tập huấn, cập nhật các kiến thức để thay đổi hành vi gây nguy cơ lây nhiễm H. Nhờ vậy, 5 năm qua, xã không có người nhiễm H mới. Đối với Đảng cũng có nghị quyết chuyên đề về trong vấn đề là phòng chống lây nhiễm HIV. Công tác này là cũng đã được các cấp ủy tiếp thu và cũng giao trách nhiệm cho các chi bộ công tác phòng chống để mà giảm thiểu năng cái HIV và nghiện trên cái địa bàn. Từ đầu năm đến nay, các dự án đã tiếp cận gần 4.000 lượt đối tượng có nguy cơ lây nhiễm H cao trên địa bàn Diễn Châu, đồng thời phát trên 25.000 bơm kim tiêm sạch, 9.000 bao cao su miễn phí, 10.000 tờ rơi và tổ chức 15 buổi thu gom với gần 10.000 bơm kim tiêm đã qua sử dụng. Trung tâm Y tế Diễn Châu cũng đã thành lập được 3 điểm giảm hại phòng chống HIV/AIDS tại xã có điểm nóng về ma túy, phối hợp với 30 quầy thuốc trên địa bàn, cam kết bán bơm kim tiêm sạch cho người nghiện ma túy. Nhờ vậy, số người nhiễm H hiện nay giảm còn 390 người. Đặc biệt, ngay trong tháng 12 này sẽ có một điểm điều trị methadone được thành lập, góp phần tạo thuận lợi trong việc giúp đỡ người nghiện ma túy, người có H và quản lý tốt hơn. Thì chúng tôi tập trung hai cái đối tượng chủ yếu, một là cái đối tượng nguy cơ cao, hai là cái đối tượng mà đang nghiện chất ma túy để thay đổi các hành vi và tiếp cận các dịch vụ y tế. Thứ hai là tăng cường kiện toàn các cái đội ngũ cộng tác viên và chuyên trách về phòng chống HIV tại các địa phương, tham mưu cho cấp ủy chính quyền để mở rộng một số dịch vụ. Nhờ phát huy hiệu quả vai trò của cộng đồng, nên Diễn Châu đã tạo chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, hành động trong công tác phòng chống HIV/AIDS, giúp người có H và gia đình sống lành mạnh, tự tin, hòa nhập. Năm 2015, Diễn Châu có 14 xã với 150 khu dân cư không có ma túy, không có HIV/AIDS.